chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tôi xuống cái ria cái vườn này mà có những cái cây lộc vừng nhỏ nhỏ đấy, họ chặt đi nó có những cái thân hay phết này anh em. Cái này nhỏ mà đẹp quá. Cái này cũng có đường vặn hay. Rất hay, nhiều lắm. Những cái này nó đang lá nó già, nó đang rụng lá để nó ra mầm mới. Đây, đang ra mầm này. Được rồi, hay quá này. Này phải đào một số cái nhỏ nhỏ đẹp đẹp. Ui, cây bên này hay chưa? Ly ly rất đẹp. Xong lấy cái cây này. Cây này cái thân nó đẹp mà nó có một cái rễ xuống, chắc cắt ngang này. Rất hay. Đây có cây họ chặt đi rồi này. Cái bệ nó rất hay này, cái này mà đào xuống là chắc bệ đẹp này. Bệ nó ra tận đây. Cái này nó đang ra búp. Búp. Ủa, cái này bệ nó rã không? Chạy ra phía sau rồi. Chắc tắt máy rồi tôi đào vài cây để tí tôi quay lại anh em xem sau nhé. Tay cầm máy mà tay đào khó lắm. Cái đào một hồi được một mớ cả to cả nhỏ đây anh em. Cái nhỏ này rất duyên dáng. Cắt gọn gàng này mới trở về anh em ạ. Trở về vừa vui keo mai trồng. Còn nhiều nóng chào đã đào cho xuể được. Những cái này họ làm ở ria vườn họ chặt hết rồi mà. Cái này lên mầm đục đẽo cũng bàn. Đấy những cái cây mà như tôi tạo tác có quay cho anh em xem nhiều cây đấy. Nó đơ này nhưng mà khi mình đã nuôi được một vài cái mầm là mình to lên, bắt đầu mầm nó to lên, bắt đầu mình đục, bắt đầu mình uốn. Sau này nó lên mầm thì một là mình cắt vát như này, hai là mình cắt vát này là cây nó côn cây, cái cây này thì cắt vát như này, đấy là tay một.
Thank you.